chuột các bạn thích tới, tôi thích cái phần tập truyện tắm và bài hát của mình đó là hạt giấy. Mình thích bài này, mong các bạn cùng chọn mình nha. Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình, có khi nào anh nhớ nhớ em nhiều, lòng em vẫn luôn nhớ người, nhớ như in gặp nhau, gặp một ngàn hạt giấy để đánh tình yêu trong đây, để em ngờ mình được như in, dẫu ước mơ chỉ là mơ ước thôi nhớ nhoi, rằng anh sẽ đến giấc mơ. Vài vòng buồn em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng, để từ nay không cho anh ngày nào xa em. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười, thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Em sẽ dần điều ước anh xin tặng anh, nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em. Bye.